Khi lớp tôi biết điểm thi cuối kỳ. Ủa sao Edu chưa cập nhật điểm đó ta? Thôi đi má, biết điểm gì cho bà dạy cạo độ tao thấy vậy. Vô bay. Rồi lớp mình có bảng điểm các môn rồi này. Lớp trưởng mang xuống cho các bạn xem đi. Dạ vâng ạ. Ê, tao nhiêu điểm mày? Tao nhiêu vậy? Làm chơi mà cũng qua môn. Mày nhiêu điểm? Vừa chậu 5 chấm luôn mày. Ủa sao Lan, mày không làm được hả? Thôi không sao đâu Lan, kỳ sau cố gắng. Thế mới được nhiêu? 9 điểm rưỡi à. Mày đến đây mày. Thôi đừng có buồn bạn yêu. Vãi thật, bữa tao nhớ mày chép bài ta luôn đấy. Ủa mày không biết hả, chép bài cũng là một nghệ thuật á. Má ơi. Gì hả? Con lên đời 975 luôn kìa. Mấy anh chị đại khối dưới trường tôi kiểu bố mày cho mày cai quản khối 8, khối 7, cả khối 6 nữa. Thằng học lệch bọt ra xuống gọi tao. Dập luôn. Dập luôn. Anh Long này. Hai đứa bay phát cơm hoài đi nha. Bên kia, nó kìa. Moon. Ê con nhỏ kìa, mới vô trường mà chảnh hả mày? Rồi, tới công chuyện này. Em làm gì bạn anh vậy? Thằng kia, chuyện nhà mày à? Mình có làm gì đâu. Sao kêu cậu lại? Tật thích. Tao thấy mày không mưa cho nên tao sẽ dạy cho mày một bài học. Ôi ê bà ơi, dưới sân trường có biến kìa, xuống có lẹ đi. Trời ơi, chuyện gì vậy? Dạ. Mày có sao không Moon? Tao nói cho hai đứa bay nghe nè. Tông á, là không có phạm nước giếng ha. Nước giếng thì không bao giờ phạm nước biển. Mà đụng tới nước biển, đừng nói sao, nước biển nó mặn. Chị là mặn cỡ này em biết rồi đó ha. Cỡ như em á thì một phát. Rồi, nhỏ đụng tới linh báo tới số rồi. Mày lại. Let's go, anh em mình đi đâu như quân. Chạy lẹ mày ơi.